Thưa quý vị, ngay trong sáng nay, các quận huyện đã tổ chức bàn giao các nhu yếu phẩm, rau củ quả về các vườn để trao đến các hộ gia đình, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn quận Sơn Trà. Ngay từ sớm, các lực lượng dân quân, phụ nữ, thanh niên và các cán bộ công chức phường An Hải Tây đã có mặt tại trường tiểu học Chi Lăng để sơ chế hết phân loại và chuẩn bị vận chuyển lượng rau củ quả do quận Sơn Trà bàn giao. Từng túi rau củ quả được làm sạch, chuẩn bị chỉnh chu, nhanh chóng chất đầy các khoang xe hàng để kịp chuyển đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Và sáng hôm nay thì chúng tôi tiến hành phân phát xuống cho tổ dân phố. Thì chúng tôi sẽ giao cho cái súng và giao cho cái tổ tình nguyện viên ở tại khu dân cư đã được thành lập tại tổ, và phân phát quà thì trách nhiệm của cái tổ tình nguyện viên này đi giao đến cho từng nhà, và cũng đảm bảo trong cái quá trình chúng tôi làm thì chúng tôi cũng rất là cương quyết về vấn đề mà công tác phòng chống dịch để đảm bảo cho cái sự an toàn. 8 giờ sáng, xe hàng chở rau củ quả này bắt đầu xuất phát đến điểm tập kết tại tổ dân phố 35. Việc phân phát rau củ quả cho các tổ hỗ trợ tại đây được thực hiện đảm bảo giãn cách. Từng thành viên của tổ hỗ trợ nhanh chóng tiếp nhận và đem từng suất rau củ đến trực tiếp cho các hộ khó khăn trong khu dân cư theo phương án đã chuẩn bị trước. Thấy cũng vui mừng, mà phường thì cố gắng, ở nhà trong nhà thì ở trong nhà thì không biết gì nữa, cố gắng cho mau qua. Tổ là chuẩn bị 4 tình nguyện viên để lo cung cấp cho tổ. Nếu đồng bào nào có khó khăn thì mình báo cáo qua bằng Zalo thông tin trong tổ để cho tổ trưởng đấy lấy danh sách và cử tình nguyện viên đến từng nhà. Đợt này, quận Sơn Trà được giao 157 tấn rau củ quả để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong đợt cao điểm 7 ngày tạm dừng tất cả mọi hoạt động trên địa bàn thành phố. Dự kiến lượng thực phẩm này sẽ được các phường trên địa bàn quận phân phối đầy đủ đến các hộ theo danh sách từ đây cho đến hết ngày mai, ngày 18 tháng 8.